Dạ, sáng ăn gì em? Hỏi Vũ ở đầu bếp á, mẹ Vũ làm con nuôi mà. Sáng Vũ. Nay em chưa ăn sáng mà đi ăn mà. Vũ làm món gì đó rồi? Rồi Vũ. Hôm muối mật lựa mấy con mật bự bự đây. Đó, mật wow. Hôm trước mình lựa ra nhiều mà sao giờ mẹ ăn bớt sao còn cái vậy? Bỏ vô. Đơn giản thôi. Ui. Cho nó thơm. Anh Hải bị bút ăn được đâu. Đơn giản thôi. Mắt để cầm máy quay đi. Đây là mắm cá cơm nguyên con nè, có thơm bèm luôn nha quý vị. Đấy, anh em có thể cắt ra để nguyên con. Đấy, mắm này muối nhạt, muối chua luôn đấy. Thôi đây, mắm mực muối nhạt của anh em mình đây, muối chua đây. Nhưng mà nó vẫn là còn nguyên chất thì anh em phải về với gia vị lại theo công thức mới được nha anh em. Đấy, bỏ thơm bèm vô, cắt nhỏ ra. Bao ngon. Xả luôn nha, nhớ xả cho thơm nha. Đường vô. Tới có ông anh ở Sài Gòn. Vô qua đây nè. Anh làm xem anh kêu mời em không được, ai về ăn vô bác quá. Điện nó nói chuyện liền. Cái mực đây mình cũng bữa nay vậy mình chơi mực chấm mấy mực à? Mực chấm mấy mực mới độc lạ. Ôi hồi giờ có ai chơi cái này trời. Chưa đâu, chưa thấy có ai bao giờ mà mực chấm mấy mực đâu. Ăn kiểu này có hợp không? Hợp, ngon. Tôi sợ anh em lại mực nói. Có mực mà mình muốn ăn cái mắm như mình ăn chứ không phải chấm mà. Chấm mấy mực. Để mình ăn thử ngon là mình nói, còn ăn dở mình không biết làm đâu. Để ăn thử hợp không nha. Muối nhạt thì anh em mình mới ăn được nhiều con mực thế này. Cái nước thì nó sẽ dịu hơn con mực nha anh em. Đấy. Mời anh em. Độc lạ mực chay với mực này mới ngon nè. À, mình cũng vô mực mình đưa vô với mực luôn cả nhà. Mực tư ăn thuần thục luôn. Vô miếng miếng ớt miếng khóm luôn. Chấm nước vô. Rồi, vô. Mời cả nhà. Anh em nhớ có thơm bèm nha. Mực cắt nhỏ ra. Mực chấm với mực luôn á. Chất luôn. Mới trồng cây vô đó bụng. Ngon mà. Thằng đấy mình xin nhé. Chỗ nào đóng nào đóng ruột à. Nhấn vô. Nhấn thơm vô. Ngon. Không đẹp các bạn tiên. Mực mực cắt nhỏ nhỏ ra vậy. Mực ăn với mực lấy bà. Ngon không? Đây nè. Bữa nay mình có mát nhiều loại mắm nên mình thử mấy mực. Hấp dẫn quá. Đấy, bịch túi nè, nước sâu anh em bỏ vô hầm nãy bịch túi nha. Đó lý do tại sao mấy mực nó đen. Để cho mình quậy á. Ôi ngon quá, đó, cái nước hấp ngon lắm à. Nước hấp ngon lắm. Ăn rinh một con mực mà anh em con mực rinh nha. Mà anh em mà anh em một miếng mấy mực muối lạc với chua nha. Rồi, anh em quá. Thấy mấy mực kia là anh em chê mắm cơm đúng không? Để tôi. Đúng là phải mấy mực. Mực tư là quất sao cũng ngon hết. Hầu giờ mà mấy anh em đại đồng thấy có khi nào mực tư mà chấm với mấy mực không? Ngon. Đó, làm con cá. Cá cơm cũng không kém cạnh à. Đúng rồi. Nhưng mà cũng không chịu nấu á. Đây. Bây giờ mình ra mực tư đi mực mực muối lên nè. Chấm thôi bây giờ mình chấm rinh rau sống với lại bánh tráng không chấm với mấy mực à. Đây là gọi là mì bông con nha. Để bạn thử ngon nha, nó ngon dở nó dở nha. Bảo đảm ngon luôn. Không bao giờ dở được. Ăn lạ miệng ghê á. Mực chấm ớt đã ngon rồi. Nhưng mà anh em thích là lạ thì anh em có thể chấm mấy mực ăn. Ok nha, anh em đây thử mới biết nha. Chứ anh em kêu anh em mình cứ bán mấy mực cái anh em ăn mấy mực là tội anh em mình nha anh em. Đây. Đây là xăng pha nhớt nha anh em. Mực tư kẹp với cá cơm phân xăng pha nhớt. Nhận cái mì nó làm hay thiệt á. Cho anh em ăn cái bún tô tám cũng vậy á. Em ngâm nước sơ rồi mới làm nữa là chan cái nước mấy nhang mấy mực lên đây cũng ngon. Ngon, mấy giòn sực ngon ghê. Mình thấy sớ mực không? Không. Mực tư 100g không? Ồ đã. Ngon. Quá hả? Anh em thấy không? Lúc đầu cái nước này nó không đen. Cái mình ăn chập cái bắt đầu nó đen. Bể túi mấy mực cũng vậy. Lúc đầu không đen cái chừng mình ăn cái mình đảo là bắt đầu nó sẽ đen. Nha anh em. Nhưng mà cái túi mực là nó làm không có sao hết nha anh em. Nó ngọt. Nó ngọt có mực thôi không sao hết. Chua.